Chào các em, hôm nay thầy sẽ làm cái video để hướng dẫn các em thổi từ nốt đồ lên tới nốt rê. Nốt rê đấy. Và đầu tiên nhất là các em hãy bơm hết tất cả các lỗ lại ha, bao gồm lỗ phía sau chúng ta để tay trái bên trên. 0 1 2 3 4 5 6 7. Từ 0 cho đến lỗ thứ số 7 là 8 lỗ. Rồi, chúng ta phải dùng một hơi thổi thiệt là nhẹ vào. Đó là nốt đồ. Bỏ ngón út ra là rê, tương tự mi, fa, son, la, si và nốt đố. Các em sẽ thay đổi ngón trỏ và ngón giữa đố. Rồi nốt rế, các em sẽ bỏ cái phím vào ngoài sau ra là rế. Rế bụng vô là đố, si thay đổi ngón, la, son, fa, mi, rê và đồ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành thử. Chúc các em thành công.